Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay 27 tháng 6, ngày các thí sinh làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thời tiết có sự khác biệt giữa các vùng miền. Trong khi phía Bắc giảm mưa, thì tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rông lại gia tăng về diện và lượng. Cụ thể, ở miền Bắc, mưa chỉ còn diễn ra rải rác ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có lúc hửng nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay là từ 30 đến 32 độ. Còn với khu vực Tây Bắc Bộ thì trời nắng nhiều, nhiệt độ cao 32 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Gió đông nam của khối không khí biển cũng có tác động đến thời tiết miền Trung. Với Thanh Hóa, Nghệ An và phần phía đông của tỉnh Hà Tĩnh mang tới mưa dông cho khu vực này trong hôm nay và nhiệt độ vì thế dưới 33 độ. Còn từ Quảng Bình trở vào cho tới Bình Thuận, trời nắng ráo, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Ở phía nam, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng gia tăng về cường độ. Trong chiều và tối nay, ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông sẽ lại xuất hiện nhiều nơi. Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông và khu vực Nam Bộ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Do có mưa, nên nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay ở Tây Nguyên giảm nhẹ xuống còn từ 28 cho tới 31 độ, còn khu vực Nam Bộ cũng hạ về 30 cho đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng. Còn khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 27 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.